2 ca tử vong và 1 ca tai biến nghiêm trọng tại bệnh viện phụ nữ Đà Nẵng do phản ứng với thuốc gây tê Bupivacin WPW Spinan 0,5% Heavin 4ml. Thuốc này của nhà sản xuất Wadsworth Pharmaceutical World Fosfap SA Ba Lan, lô sản xuất 01DB0619. Nhà cung ứng thuốc này tại Việt Nam vừa có văn bản gửi các bệnh viện cho biết đã gửi thuốc đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương. Trong thời gian chờ kết quả, công ty đã tạm dừng cung ứng mặt hàng này, đề nghị các bệnh viện tạm dừng sử dụng chờ thông báo mới. Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã gửi mẫu kiểm nghiệm 16 chỉ tiêu trong thuốc, có 13 chỉ tiêu đã kiểm nghiệm xong và đều đạt yêu cầu, còn 3 chỉ tiêu đang thử nghiệm để cuối tuần tới có kết quả. Cục Quản lý Dược cũng cho biết đơn vị này đã chỉ đạo cung cấp thuốc dự phòng thay thế trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm cuối cùng. Cục Quản lý Dược có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trong đó có công ty cung ứng thuốc là công ty cổ phần dược phẩm CPC1, chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn là rà soát lại những cái hồ sơ đăng ký để mà đẩy nhanh cái tốc độ cấp cái số đăng ký lưu hành để bổ sung cái nguồn cung cho các cơ sở y tế, và cũng đã chỉ đạo các cơ sở y tế là trong cái danh mục mua sắm trúng thầu của mình thể sử dụng những cái biện pháp mua sắm theo quy định của luật đấu thầu để đảm bảo cái nguồn thuốc phục vụ công tác điều trị trong trường hợp mà cần phải thay thế những cái thuốc bupivacaine trong cái gây tê thủy sống. Một số bệnh viện tại Hà Nội cho biết vừa tìm thuốc gây tê khác thay thế cho bupivacaine WPW Spinan 0,5% Heavy do công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 cung cấp.